Chương trình sống đạo của Đa Minh Viên .net mến chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong tháng 12 với những tâm tư rộn rã để chờ đón một đại lễ mà người Công giáo hoàn toàn hân hoan, đó là đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Một hình ảnh rất thân quen đối với người Công giáo chúng ta mỗi dịp đông về, đó là một máng cỏ ấm áp và đơn sơ, nơi đó có gia đình thánh gia và nơi đó có những tâm tình của chúng ta, những người con khắp nơi gửi về Thiên Chúa. Những hình ảnh đó làm cho Duy Thủy và những người thực hiện chương trình liên tưởng tới thân phận của chúng ta, những con người bé nhỏ với những tâm tình và những mong muốn, những khát khao, những tìm tòi có thể gửi gắm qua một câu thánh ca, một câu thánh kinh hoặc là thậm chí là những câu hỏi mà quý vị đang cần chúng tôi giải đáp. Với tất cả những tâm tình này, chúng tôi xin tạm gọi chương trình hôm nay với chủ đề Những cọng rơm nhỏ trong máng cỏ Giáng sinh. Và thưa quý vị, trân trọng giới thiệu đến quý vị Linh Mục Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh, người sẽ giải đáp những câu hỏi và những thắc mắc của quý vị từ khắp nơi gửi về cho chúng tôi trong mùa Giáng sinh này. Chúng con kính chào cha. Kính chào chị Duy Thủy và tất cả quý khán thính giả của chương trình Sống Đạo. Thưa cha, câu đầu tiên chúng con xin được gửi đến cha là của khán thính giả Phạm Phương ở tại California. Ngày 25 tháng 12 hàng năm, lịch phục vụ Công giáo ghi là đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Thông thường con vẫn nghĩ nói lễ Giáng sinh hay lễ sinh nhật Chúa Giêsu hay lễ Chúa Giáng sinh là cách nói duy nhất về đại lễ này. Nhưng con mới vào ca đoàn được vài tháng, thấy ca đoàn tập mấy bài hát cho đêm Giáng sinh, có những lời như đêm nay Noel về hay là Noel Noel, đêm trời nhiệm màu, đất trời giao hòa. Thưa cha, như vậy Noel có nghĩa là gì? Noel có thay cho cách gọi lễ Giáng sinh không ạ? Thực ra thì chúng ta thấy là cái danh từ, cái tên gọi Noel nó đã được Việt hóa và cũng rất là quen thuộc. Chẳng hạn như là ta gọi là cái từ ngữ mình dù vay mượn đó, nhưng mà mình dùng lâu đó, nó trở thành một cái từ mà có thể tôi nghĩ là ai cũng biết. Noel hay là Noel, tùy theo cái cách phiên dịch. Cái từ cổ hơn thì nó là Na-en. Na-en thay vì là Noel thì nó là Na-en. Cái gốc sâu xa của tiếng Latin đó là Natalis, tức là cái việc sinh ra. Natalis. Cho nên khi nói Noel là một cái thể viết tắt, nói đến cái biến cố con Thiên Chúa nhập thể. Cũng có khi thì tôi thấy một số giải thích cái chữ Noel nó liên quan đến danh xưng của Đấng Cứu Độ, đó là Emmanuel, có thể như là một cái thể viết tắt Noel. Thì thiết tưởng là gọi là lễ Chúa Giáng sinh hay là lễ Noel thì nó cũng là một cái hình thức tương đồng, không có phải là chỉ có một cách duy nhất là lễ Giáng sinh đâu. Tiếng Việt và cái kia là một hình thức gọi là giữ nguyên cái tiếng gốc. Thưa cha, khi mà nhận được những thư của khán thính giả khắp nơi gửi về thì có những lá thư mà trong đó cảm thấy như là mọi thứ nó được rõ mùng một, từ cái không gian cho tới không khí, cả cái mùi của Noel chẳng hạn, như lá thư của khán thính giả tại Texas, khán thính giả Long Giang. Cha kính, ngày 24 tháng 12 và 25 tháng 12, các bài đọc sử dụng trong thánh lễ rất khác nhau, nào là lễ vọng, lễ đêm, lễ rạng đông, lễ ngày. Ba mẹ con thì đi cả lễ vọng đêm 24 tháng 12, rồi lại đi lễ sáng 25 tháng 12. Con thì thích đi lễ vọng Giáng sinh thôi, không khí đêm tĩnh lặng, đến nhà thờ ngắm nhìn Chúa hài đồng trong máng cỏ, thấy trong lòng có một chút gì đó linh thiêng. Nhưng ba mẹ con bảo đi lễ vậy là còn thiếu lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 nữa. Vậy thì có buộc phải đi cả hai lễ như vậy không thưa cha? Có buộc phải đi cả hai lễ không? Tôi xin được trả lời một cách rất là ngắn gọn câu hỏi của anh chị em chúng ta gửi về. Ở đây đó, theo giáo luật điều 1248, ai đã tham dự thánh lễ vọng hay là thánh lễ chiều hôm trước áp ngày lễ thì coi như đã chu toàn cái luật buộc phải dự lễ, ví dụ là lễ Chúa Nhật hay là lễ trọng. Cụ thể bây giờ ngày hôm nay là thứ Bảy, thì ai tham dự thánh lễ chiều hôm nay, nghĩa là đã chu toàn luật dự lễ ngày Chúa Nhật của ngày mai, ví dụ như vậy. Đã.
cái đó là theo luật. Còn về lòng sốt sắng là chúng ta đi thì tốt rồi. Còn gọi là hiểu luật thì hiểu chính xác là đi lễ vọng có thể thay cho lễ ngày chính ngày được không? Thưa, đi lễ vọng là đã chu toàn luật buộc giữ lễ của ngày đó. Thưa cha, như vậy thì giáo hội căn cứ vào đâu để chọn các bài đọc trong thánh lễ vọng Giáng sinh và Giáng sinh ạ? Con hỏi điều này bởi vì trong cái lá thư của khán thính giả Long Giang mà con vừa đọc cho cha nghe đó, thì cũng có thắc mắc rằng không khí lễ vọng thì hay, nhưng bài đọc về gia phả Chúa thì con không thích mấy, con nghe chẳng nhớ được gì. Thì nhân đây cũng xin cha cho biết là giáo hội căn cứ vào đâu để chọn các bài đọc trong thánh lễ ạ? Việc chọn các bài đọc trong thánh lễ, để chúng ta phải thấy là giáo hội không chọn theo cái kiểu gọi là sắp xếp theo thứ tự thời gian, hay là cứ chương 1 đọc trước rồi chương 2 đọc sau, hết tin mừng Matthew thì sang tin mừng Marco. Không phải như thế, mà giáo hội chọn theo ý nghĩa thần học và có tính cách sư phạm. Ý nghĩa thần học và tính cách sư phạm. Trước tiên thì chúng ta nghe các chứng từ đức tin của các bậc tiền bối trước cả con Thiên Chúa chào đời, của các tổ phụ, của các ngôn sứ. Như vậy chúng ta thấy các bài đọc cựu ước. Thứ đến, chúng ta nghe chứng từ đức tin của những người trực tiếp đón nhận mặc khải từ Thiên Chúa, từ Chúa Kitô, và có cái kinh nghiệm được sống với người. Chúng ta thấy đó là kinh nghiệm của các tông đồ, các thánh sử. Đó, và sau cùng là chúng ta nghe chính lời giáo huấn của Chúa Kitô, tin mừng. Đó. Thì như vậy, chúng ta nghe vừa cựu ước, chúng ta vừa nghe tân ước. Trước công đồng Vaticano đệ nhị thì người ta đọc hai bài đọc thôi, trong lễ Chủ nhật và lễ trọng. Và bây giờ thì chúng ta thấy được rằng khi mà cử hành thánh lễ Chủ nhật hoặc thánh lễ trọng thì chúng ta có ba bài đọc. Cụ thể các thánh lễ Chủ nhật, bài đọc một luôn luôn là bài trích cựu ước. Bài thứ hai trích tân ước, dĩ nhiên không phải tin mừng. Và bài thứ ba là bài tin mừng. Đấy. Và giáo hội chia cái chu kỳ để làm sao trong vòng 3 năm chúng ta được nghe toàn bộ hay nghe hầu hết tất cả các trích đoạn kinh thánh. Chủ nhật được chia là 5A, 5B và 5C. Ngày thường thì cái chu kỳ là 2 năm cho các bài đọc. Bài đọc 1 chúng ta thấy 5 chẵn và 5 lẻ. Còn tin mừng thì là chu kỳ 1 năm. Trong 1 năm sẽ nghe toàn bộ các sách tin mừng. Và trở lại với tin mừng hay với các bài đọc ngày Chủ nhật chẳng hạn, khi chia nằm 5A, 5B và 5C như vậy thì giáo hội cho đọc các tin mừng như thế nào? 5A thì đọc tin mừng theo thánh Matthew, 5B đọc tin mừng theo thánh Marco, 5C đọc tin mừng theo thánh Luca. Đấy, theo một cái thứ tự. Vậy thì tin mừng Gioan không được đọc hay sao? Thưa có, tin mừng Gioan được đọc trong mùa chay và mùa phục sinh. Như vậy cả bốn tin mừng đều được lần lượt công bố cho người tín hữu. Đã. Như vậy nó có một cái thứ tự sư phạm, chứ không phải là muốn xếp thế nào thì xếp, muốn xếp ở đâu thì xếp như nào thì xếp. Cho nên là rồi những ngày lễ riêng, ví dụ như là trong ngày mùa Giáng sinh vân vân, thì chọn những bài đọc liên quan đến chủ đề ngày lễ. Ví dụ tại sao lại chọn nào là lễ là sách gia phả của Chúa, rồi nói biến cố chuyển tin, rồi nói việc Chúa sinh ra trong đêm đông? Bởi vì có nhiều thánh lễ và tất cả những bài đọc nào liên quan gần gũi cụ thể đến biến cố đó thì được chọn để đọc và phân ra từng thánh lễ cho khỏi có sự trùng lắp. Ví dụ bây giờ lễ Giáng sinh mà đi đọc cái biến cố Chúa hấp hối trong vườn cây dầu thì nó không phù hợp. Chọn những cái bài đọc phù hợp với ý nghĩa của thánh lễ.
Chúng con xin cảm ơn cha đã giải đáp thêm cho chúng con hiểu về các thứ tự và cách sắp xếp bài đọc ở trong thánh lễ. Vâng. Và đây là một câu hỏi của khán thính giả tại Sài Gòn, đó là chị Tuyết Hằng ở Tân Bình. Chị hỏi là năm nay khi trách nhiệm lo hoạt cảnh cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, con đọc thấy có hai câu chuyện Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người khác nhau. Một văn bản thì bảo Chúa tạo dựng con người và muôn vật trong 6 ngày, ngày thứ 7 người nghỉ ngơi. Trong bản văn này nói Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ và mang hình ảnh giống người. Bản văn kia lại nói Thiên Chúa nặng nên người đàn bà từ xương sườn của người đàn ông. Vậy con phải hiểu sao về việc tạo dựng của Thiên Chúa? Nếu đã chép trong Kinh Thánh thì con nghĩ cả hai văn bản đều đúng. Như vậy, sự khác biệt giữa hai bản văn có ý nghĩa thế nào? Muốn dạy người tín hữu điều gì thưa cha? Tôi thiết tưởng câu hỏi của người chị em đưa chúng ta vào một cái bối cảnh để chúng ta tìm hiểu Thánh Kinh một cách nghiêm túc hơn. Câu hỏi rất là hay. Không phải là người tín hữu nào cũng phát hiện là có hai trình thuật về sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký chương thứ nhất và chương thứ hai, chúng ta thấy có hai trình thuật về sáng tạo khác nhau. Nói cho một cách dễ hiểu đó, hai trình thuật này được biên soạn vào hai cái khoảng cách thời gian khá xa, tới 500 năm lận. Và bản văn sáng tạo ở chương 2 có trước, bản văn ở chương thứ nhất có sau. Sáng Thế Ký chương 2 nói về sáng tạo, thì cái trình thuật sáng tạo đó nó thuộc truyền thống David, được hình thành vào khoảng năm 1000 trước công nguyên. Năm 1000 trước công nguyên. Và đoạn văn nói về sáng tạo ở chương thứ nhất thì lại thuộc truyền thống tư tế, mà truyền thống tư tế thì được hình thành vào khoảng 500 năm trước công nguyên. Như vậy cái truyền thống tư tế có sau. Hiểu đơn giản là hai bản văn này cách nhau 500 năm. Bản văn ở chương 2 có trước, bản văn ở chương 1 có sau. Đấy. Thế tại sao có sau mà lại xếp trước, có trước mà lại xếp sau? Ở đây người ta không xếp theo khía cạnh lịch sử cho bằng cái ý nghĩa thần học. Và đâu là ý nghĩa thần học của các bản văn trong cái trình thuật về sáng tạo? Trong bản văn sáng tạo ở chương thứ nhất Sáng Thế Ký, tác giả Thánh Kinh cho thấy Thiên Chúa tạo dựng thế giới trong 6 ngày. Ngày thứ 7, ngày nghỉ ngơi. Đã. Và sau khi tạo hết muôn vật, muôn loài, chim muông, chim trời, các biển rồi, thì ngày thứ 6 Thiên Chúa tạo dựng con người. Đấy. Như vậy, ở đây, con người là đỉnh cao, là chóp đỉnh của công trình tạo dựng, là thụ tạo vượt trội hơn tất cả mọi thụ tạo khác. Đã. Còn ở chương 2 thì chúng ta thấy không có trình thuật 7 ngày, mà nói đến con người được tạo dựng và xung quanh là tất cả những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị để cho con người được hưởng dụng. Trời đất, muôn vật, chim muông. Đấy. Và con người được tạo dựng. Và ở đây ta thấy con người được diễn tả như là trung tâm điểm công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ở chương 1 thì con người như chóp đỉnh của công trình tạo dựng. Ở chương 2 thì con người như là trung tâm của công cuộc tạo dựng. Cả hai đều làm toát lên một ý nghĩa quan trọng. Thiên Chúa là chủ tể, đấng tạo thành tất cả muôn loài muôn vật, và thụ tạo ưu tuyển nhất là con người. Tất cả đều được tạo dựng từ hư vô. Đã. Và Thiên Chúa tạo dựng như thế để cho con người được thông dự vào sự tốt lành thánh thiện của Thiên Chúa. Bởi không mà Thiên Chúa tạo dựng để chia sẻ những gì là tốt đẹp nhất, là hạnh phúc cho con người. Và nếu ta đọc ở trình thuật chương 1, ta thấy một cái điệp khúc được lặp đi lặp lại. Có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Có một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa thấy tất cả mọi sự đều tốt đẹp, vân vân. Như vậy, điều nổi bật trong trình thuật này, những gì Thiên Chúa làm ra thì đều là tốt lành.
Đặc biệt nói với con người, Thiên Chúa tạo dựng con người từ nguyên thủy, và con người có nam, có nữ, bình đẳng với nhau, mang hình ảnh của Thiên Chúa. Thì đấy là ý nghĩa thần học rất căn bản rút ra từ hai trình thuật sáng tạo, chương 1 và chương 2 của Sáng Thế Kỷ. Thưa cha, nếu như trong câu hỏi vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe được chia sẻ của khán giả những cái thắc mắc về hoạt cảnh Giáng sinh, một trong những cái nét văn hóa của Giáng sinh, thì bây giờ lại là một cái nét văn hóa khác, một phần rất quan trọng và không thể thiếu của người Công giáo vào mùa lễ Giáng sinh, đó là hang đá và những ca khúc Noel. Xin được gửi đến cha lá thư của khán thính giả Mai An ở tại California luôn. Thưa cha, cộng đoàn chúng con ở trong một giáo xứ của Mỹ, hai tuần trước lễ Giáng sinh, cha chánh xứ thường mong muốn các ca đoàn hát bài Giáng sinh. Hang đá cũng đặt bên trong và ngoài khuôn viên nhà thờ hai tuần trước lễ Giáng sinh. Hang đá có cả tượng chiên, lừa, bò, ba vua, đức mẹ, thánh Giuse, bục đồng, chỉ không có Chúa Giêsu thôi. Việc này có được phép không thưa cha? Về hang đá thì con không biết rõ, nhưng về thánh nhạc, con biết là trong mùa vọng chưa thể hát các bài mừng Chúa Giáng sinh. Khi con trình bày với cha xứ người Mỹ thì ngài bảo lễ Giáng sinh quá ngắn, nên nếu các bài Giáng sinh chỉ hát có một hai ngày thì thật uổng công tập và không thấy bầu khí Giáng sinh. Cha nghĩ như thế nào về điều này ạ? Trước hết là về hang đá. Thứ đến là câu chuyện liên quan đến thánh ca Giáng sinh. Để chúng ta biết là hang đá thì không phải thời đầu đã có trong giáo hội. Phải mãi đến thời Trung Cổ, qua cái sáng kiến của thánh rất là nghệ sĩ Francisco Assisi, thì hang đá mới hình thành. Và từ đó trong truyền thống của hội thánh thì mỗi năm mừng lễ Giáng sinh thì lại tái hiện lại cái bối cảnh năm xưa con Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Và mỗi nơi tùy theo cái nét văn hóa, hay là có khi còn tùy theo túi tiền, để làm những cái hang đá trưng bày Giáng sinh. Thì chúng ta biết sâu xa nó là một cái điều thuộc về văn hóa Kitô giáo, rồi nó thuộc về cái gọi là lòng đạo đức, nó không thuộc về phụng vụ. Đã. Cho nên là cái chuyện trưng bày hang đá trong nhà thờ, trưng bày hang đá ở ngoài thánh đường, trong khuôn viên thánh đường, để tạo thêm cái khung cảnh của dịp lễ, và cũng là cái hình ảnh cụ thể để người tín hữu chiêm ngắm nơi đó mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Có một chi tiết cũng khá hay, đó là chưa đến lễ Giáng sinh thì mọi chuyện đều đã hoàn tất, nhưng chỉ có điều là không có Chúa thôi. Đấy cũng là một cái nét hay, bởi vì lý tưởng thì hang đá vẫn phải để trống, không có Chúa hài đầu cho đến khi Chúa sinh ra. Và đấy là cái điều thực ra thì Chúa sinh ra cả 2000 năm nay rồi, nhưng mà cái diễn tả này cho thấy cái nỗi khát khao của tâm hồn con người hướng về Thiên Chúa cho đến lúc thực sự Chúa sinh ra trong, không phải chỉ là hang đá mà còn là sinh ra trong tâm hồn của mỗi con người. Cho nên chuyện hang đá thì có lẽ không phải là vấn nạn lớn mà người chị em ta đặt ra. Ở đây vấn đề là thánh ca. Bài hát thánh ca về Giáng sinh có được hát trong mùa vọng hay không? Ở đây chúng ta phân biệt thánh ca trong phụng vụ thì có những cái quy định cụ thể liên quan đến cử hành phụng vụ, thánh lễ. Không phải muốn thích hát bài nào thì hát. Nhập lễ thì hát những bài nào, hiệp lễ thì hát những bài ra sao? Ở đây dạ, tôi không nói về vấn đề các bài thánh ca trong phụng vụ một cách tổng quát. Nhưng chi tiết nói về chuyện có hát được thánh ca Giáng sinh trong ngày mùa vọng hay không thì thực ra nó hơi lạc điệu, hay nói cái khác là không có đúng. Thánh ca Giáng sinh thì để hát về Giáng sinh. Còn ở đây bảo rằng lễ Giáng sinh một hai ngày, chúng ta còn có cả mùa Giáng sinh cơ mà. Có thể hát cả mùa Giáng sinh chứ đâu phải chỉ có lễ Giáng sinh. Cho nên cái tính cách uyển chuyển mục vụ có thể hiểu như vậy, thì đôi lúc nó cũng có những cái nó hơi gọi là cấp tiến một tí. Hỏi có đúng hay không thì tôi bảo cái đấy không phải đúng với phụng vụ quy định. Còn cái chuyện các ngài làm nó có nhiều lý do, ở đây ta không có phê bình mà chỉ nhận định. Nếu phương diện là có đúng hay không thì thiết tưởng là mùa vọng thì phải hát những bài thánh ca diễn tả cái tâm tình chờ đợi, khát mong sống lại cái tâm tình của dân Chúa ngày xưa chờ đợi đấng cứu tinh. Và chúng ta đừng quên mùa vọng là hai phần rất rõ rệt. Phần đầu hướng đến ngày cánh chung của Chúa, ngày Chúa đến cứu độ toàn thể nhân loại.
Và phần thứ hai từ ngày 16 tới 24 mới là ngày chờ đợi thực sự Chúa sinh ra vào trần gian. Cho nên phải là sau đêm Giáng sinh thì mới hát nhạc thánh ca được, Giáng sinh được. Chứ bây giờ mấy Chúa Nhật đang áo tím mà ở ca đoàn lại hát lên cái gì đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng thì nó không có rảnh. Thưa cha, chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây với những câu hỏi để phù hợp với chủ đề của chương trình là những cọng rơm nhỏ trong máng cỏ Giáng sinh. Một lần nữa, con xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn cha đã dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ cho chúng con những tâm tình qua cái phần giải đáp vừa rồi. Hy vọng rằng tình yêu của Chúa Giê-xu luôn đồng hành cùng với cha mỗi ngày để cha tiếp tục lan tỏa tình yêu ấy đến với tất cả những người tin, nghe và yêu mến cha. Cảm ơn chị Duy Thủy, cũng xin được mừng lễ Giáng sinh chị cùng toàn thể gia quyến. Và qua đây, chúng tôi cũng xin gửi đến tất cả quý khán thính giả của chương trình Sống Đạo lời chúc mừng Giáng sinh đầy tràn niềm vui và bình an của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúng con xin cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, Duy Thủy xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc về chương trình Sống Đạo, quý vị vui lòng gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ banbiên tập@gmail.com. Xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh tràn đầy an lành và ấm áp tình yêu của Hài Nhi Giê-xu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.